xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Hợp Nhân xin trân trọng kính chào quý khán giả đã ủng hộ cho các cơ sở thương mại vừa qua đã bảo trợ cho đài IBC TV. Bây giờ đang quay trở lại của phần 2 Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý. A Di Đà Phật, thưa Thầy, hồi nãy Thầy mới giảng với con là thất tình, rồi con mới nói là con có experience anger. Thì thưa Thầy dạy con làm sao con hiệu quả hay là lower the anger? Câu hỏi vừa rồi của cô học nhân rất là quan trọng. Trong cái thất tình đó, cô nói là cô thường gặp cái yếu tố thứ hai, hỷ rồi nộ. Nộ tức là mình phẫn nộ, mình ưa giận. Thì như vậy cái điều đó nó có hại cho mình nhiều hơn là cái người bị giận. Lý do tại sao? Cứ lấy một cái thí dụ có một ai đó. Khi mà nói ô cô học nhân này cô kỳ quá, cô không có làm tròn cái trách nhiệm, trong khi đó cô là cái người rất là tận tụy với công việc, làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng mà khi mà cô nghe người ta xuyên tạc không đúng sự thật mà cô giữ cái lời xuyên tạc ở trong tâm của mình, họ nói xong họ đi uống cà phê mất, họ quên, họ cũng không nhớ họ nói cái gì. Mà cô ngồi cô ôm ấp cái lời nói mà thiếu xây dựng, đầy hận thù của họ. Tự nhiên cô đang hành hạ cô, tự cô làm khổ đau cô. Cho nên mình đừng có mở cái mấy cái set, nó cứ review hoài, cứ lập tới lập lui những cái điều, những cái lời nói mà không tốt, làm cho mình phải giận, phải tức, phải buồn, phải rầu, phải mất ăn, mất ngủ, mà mình phải forget. Mình phải buông bỏ, mình phải quên đi, không có để cho nó lãng vãng ở trong tâm trí của mình. Như vậy thì mình mới thành công. Còn nếu không á, là mình tự biến mình nạn nhân của mình, và mình biến mình nạn nhân của một cái lời nói vu vơ nào đó. Cho nên á, mình phải chứng tỏ mình là mình. Còn những cái lời nói vu vơ là cái lời nói vu vơ không có giá trị. Đừng đồng hóa mình với những cái lời nói vu vơ đó. Thành thử ra đó là cái cách mà mình có thể chữa trị được cái bệnh gọi là nóng giận. Và đồng thời mình phải hiểu là ý thức rất là rõ cái sự nóng giận giống như là một cái cơn lửa đó. Cơn lửa mà nó bốc lên thì sao? Nó sẽ thiêu rụi tất cả tiền bạc, quần áo, tài sản, nhà cửa, xe cộ, nó tiêu hủy hết. Cho nên mình thấy nó là nguy hiểm. Do vậy mà nó vừa nhóm lên cái sự giận dữ là mình phải dập tắt liền, giống như chữa lửa đó, phải không? Mình phải là một cái đội chữa lửa thật là chuyên nghiệp. Chữa lửa không phải là chữa cháy ở ngoài, mà chữa những cái ngọn lửa phẫn nộ, sân hận ở trong tâm của chúng ta, và để cho nó tác phát đến cái mức độ mà mình không còn có cái sự kiểm soát, là nó sẽ cháy rụi hết cái công đức của mình. Mình tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp rất là khổ công, cuối cùng tự mình thiêu hủy hết. Rồi từ cái sự mà nóng giận, mình nói những cái điều chua chát, mình không kiểm soát được. Mình nghĩ là mình phải nói những cái lời thật là cay nghiệt, làm cho người nghe phải đau đớn, phải thế này kia. Nhưng mà thực ra trước khi người kia bị đau đớn, bị thương tổn, thì mình đã tự tổn thương và đau đớn rồi. Cho nên người xưa đó, họ bảo là ngậm máu phun người thì trước nhơ miệng mình, phải không? Hàm hiếp phúng nhân thì tuyên ô tự khẩu. Trước khi mà cái người kia họ bị nhơ bởi cái ngụm máu mà mình phun á, thì mình đã ngậm cái lượng máu ở trong miệng của mình rồi, hôi hám nó nhơ cái miệng của mình trước. Thì cái người nào mà có cái sự nóng nảy ác tâm muốn hại người khác cũng vậy đó. Trước khi người kia bị hại, tự mình đã bị tổn thương rất nhiều trên cái mặt hạnh phúc, trên cái mạch an lạc, trên cái mạch yên bình. Giống như Đức Phật dạy đó, mình cầm một cái cục sắt nóng, cô biết cục sắt nóng phải không? Cầm cục sắt nóng, mình cầm nó,
mình định mình ném vào trong người của người khác để cái người đó bị phỏng, thì cái tay của mình đã bị phỏng rồi, phải không? Dạ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật cũng vậy, nghịch phong bụi trần, trần bất chí bị, hồn đọa tự kỳ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đứng ngược gió mà mình tung cái bụi vào người khác, cái nấm bụi đó tung vào, thì do ngược gió cho nên bụi không đến được cái người A, mà ngược lại nó tấp vào người của mình, nó làm cho mình bị dơ. Một cái lời dạy khác cũng rất rất là quan trọng và rất là thực tế trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: như nhân ngưỡng thiên chi thố, thố bất chí bị, hồn đọa tự kỳ. Có nghĩa rằng là như một người mà ngước mặt lên không trung, lên trời đó, để mà phun nước miếng, thì nước miếng không có đến ở trên trời mà nó lại rớt xuống ngay ở nơi mặt của mình. Đó. Thì khi mà mình chửi bới người khác, mình lăng nhục người khác, mình bôi nhọ người khác, mình xuyên tạc sự thật, thì cái người bị xuyên tạc không bị tổn thương đó, như là mình nghĩ, mà chính mình đó, mình đang hại mình đó, mình đang hại mình. Cho nên ở xã hội này có nhiều người lên án xuyên tạc một cách thiếu cẩn trọng, phải bị sao? Bị những cái án phạt, chứ không phải là đơn giản. Do vậy mà phải thận trọng. Thì cái cách để mà giải quyết là phải an nhẫn, phải quán chiếu để thấy được cái bản chất của mọi hiện tượng là vô thường hiện hóa. Cái tánh của nó là rỗng lặng, không có gì để mình bám víu. Lời nói nó cũng là giả danh, nó không có gì. Cho nên mình có thể mình quên một cách rất là dễ dàng, buông bỏ một cách rất là dễ dàng. Cô có ý kiến gì về cái chuyện mà thầy vừa rồi giải thích cái câu hỏi của cô không? Hay là sao ạ? Dạ. Hồi thầy đang giảng, con mới nghĩ đến là mấy cái situations mà con đã bị qua đó. Rồi con mới thấy là mỗi lần mà con mở miệng ra hay là đã nghĩ cái gì đó xấu rồi đó, là con đã tổn thương con thôi. Đúng, đúng rồi. Dạ. Yeah. Đó, thành thử ra mình thận trọng, mình thấy được cái đó nó làm hại mình. Rồi không ai mà đi làm hại chính mình, phải không? Đó, cái người mà khôn ngoan, cái người mà smart là không bao giờ. Chỉ có những người mà không có trí tuệ thì mới tự hại thôi. Đó là cái điều rất là quan trọng. Yeah. Cho nên mỗi một chúng ta phải là một chiếc thuyền chân lý, phải là một chiếc thuyền từ bi, phải là một chiếc thuyền chánh pháp để vừa độ chính mình mà vừa cứu độ cái nỗi khổ của vô lượng vô số chúng sinh. Đó là cái điều rất là quan trọng. Mà cô có những cái câu hỏi gì, có ý kiến gì về cái điều này nữa hay không? Dạ. Con có giống như là một nhóm bạn á, con chơi chung. Rồi mỗi lần mà con chơi với mấy đứa đó đó, thì giống như là cái tật á, là nguyên đám cằn nhằn cái chuyện đó, hay là nói lại cái chuyện xấu đó để mà xả đó. Nhưng mà con thấy chắc là không có tốt. Không tốt. Mà con muốn hỏi thầy, tại sao thường thường cái người bạn hay là trong nhóm đó nói xấu như vậy? Thì cái đó là họ là một cái người xấu, cho nên họ mới nói xấu. Và bây giờ ai mà đi nói xấu người khác, là mình thấy ô họ nói xấu cái người A được, thì ngày mai người mốt họ sẽ nói xấu mình, họ nói xấu người B được. Cho nên họ là cái người xấu, mình không có thân cận. Họ đi bôi nhọ cái người này người kia, họ chấp vào cái việc cũ mà không có lý do, do cái sự hiểu lầm của họ, do cái sự hiểu biết sai lầm của họ. Và cứ đi tới đâu đám đông là họ bôi nhọ người này, kêu người này ra nói, kêu người kia ra xỉ vả, thì mình biết người này rất là nguy hiểm. Họ xỉ vả người này được thì họ xỉ vả người khác được. Bây giờ mình ngồi đó mình nghe người ta xỉ vả, mau mốt người ta cũng sẽ xỉ vả mình thôi. Cho nên mình biết cái đó là một cái người xấu. Mà Đức Phật dạy thân cận những cái người xấu như vậy nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình đến với một cái vị thầy nào, mình đến với một cái người nào, bất cứ một cái nhà lãnh đạo nào mà cứ nghe chửi bới nói xấu người này nói xấu người khác, mình biết họ không phải là
cái người chân tu, họ không phải là cái người lãnh đạo, họ không phải là cái người tốt mà mình cần phải tránh xa, không phải là cái người để mình nương tựa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Nếu nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc chùa Điều Ngự 714-890-9513, 714-890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Trong đạo Phật tùy khác màu như